Focus RC1 Test 5. Câu 147 đến câu 148, bài này là một cái online form, một cái form đăng ký online nha em. Câu 147, what is indicated, điều gì được chỉ ra về Global Engineering Monthly? Vậy từ khóa chính là từ Global Engineering Monthly. Thường thường em thấy một cái tên riêng mà có chứa cái từ monthly là hàng tháng, hoặc là weekly là hàng tuần đó, thì đây là tên riêng của một cái tờ báo đó em. Được không nào? Đó đáp án trước nha. Câu A, it sells, nó bán những cái issue, những cái ấn bản riêng lẻ ở một cái discount, là một cái giá giảm ha. Câu B, nó sponsor là nó tài trợ cho những cái hội nghị về kỹ sư. Câu C, readership là độc giả của nó đó, thì bao gồm những cái experts là chuyên gia trong cái lĩnh vực của họ. Câu D, its publisher, publisher là tòa soạn của nó đó em, thì as well cũng brings in những cái titles, những cái tựa đề, những cái đầu đề tạp chí khác nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem từ khóa Global Engineering Monthly nằm ở vị trí nào vậy em. À, ngay tựa bài luôn nè, phải không nào? Mình đọc cái ở dưới nha. Trong hơn 30 năm đó, thì chúng tôi là một cái publication, một cái tờ báo, một cái tòa soạn hay là một cái nhà xuất bản ha, của cái sự lựa chọn dành cho những cái professionals là chuyên gia ở trong cái lĩnh vực kỹ sư. Vậy thì em xem đáp án là câu nào mà liên quan nhất vậy em. Lúc này chúng ta có một câu là chuyên gia là câu gì em? Câu C phải không? Em đọc kỹ lại xem. Readership, độc giả của nó thì bao gồm những expert, những chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Vậy thì ở đây có từ experts, còn ở phía trên có từ gì vậy em? À, professionals. Em xem nè, chúng tôi là một cái nhà xuất bản cho cái sự lựa chọn của các chuyên gia, có nghĩa là chuyên gia đọc nó phải không nào? Vậy chính là chuyên gia là độc giả rồi, phải không nào? Và trong cái lĩnh vực kỹ sư, ở dưới này cũng có lĩnh vực luôn nè em. Ok, vậy đáp án chính xác là câu gì? À, chắc chắn là câu C ha. Câu 148, what will Miss Kaiser, bà Kaiser sẽ nhận được gì cùng với cái việc đặt mua dài hạn định kỳ của bà ấy? Vậy từ khóa chính là từ Miss Kaiser và Receive. Đó đáp án trước nha em. Câu A, một cái newsletter, một cái bản tin hàng tuần. Câu B, một cái vé đến một cái hội nghị. Câu C, một cái toolkit nhỏ. Mình không biết toolkit là gì, mình cứ để đó ha. Rồi câu D, một cái phiên bản đặc biệt. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem Miss Kaiser và Receive nằm ở đâu vậy em. À, Miss Kaiser nằm ngay cái name nè, cái tên nè, phải không nào? Và em thấy không, cái bài đọc này là gì đây? Một cái online form, một cái form đăng ký. Vậy chắc chắn bà Kaiser là người đang đăng ký cái form này rồi, đang đăng ký đặt mua dài hạn định kỳ, phải không nào? Thì bây giờ chúng ta dò tiếp cái từ Receive đi em. À, nó nằm ở hai dòng cuối phải không em? Hai dấu sao cuối cùng. Cùng đọc nhanh qua nha. Những khách hàng, những người mà đặt mua định kỳ cái tờ báo 1 năm á, thì nhận được cái toolkit miễn phí. Còn những người mà đặt mua định kỳ 2 năm á, thì nhận được một cái thẻ miễn phí đến một cái hội nghị ở New York. Và bây giờ chúng ta phải biết được bà Kaiser chọn mua 1 năm hay 2 năm. Và em dò ngược lên trên xem có 1 năm hay 2 năm không? Có form nào 1 year and 2 year. Vậy mình xem bà ấy chọn cái nào vậy em? À, bà ấy chọn 1 year, 1 năm. Vậy bà ấy sẽ nhận được gì em? 1 year thì nhận được toolkit. Vậy đáp án câu nào có toolkit vậy em? À, câu C ha. Thật ra mình có từ small, nó bằng với lại từ compact với em. Compact có nghĩa là nhỏ gọn ha. Rồi toolkit là một cái bộ dụng cụ đó. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch với cô nào. Global Engineering Monthly, những cái tên riêng mà có từ monthly là hàng tháng, hoặc là weekly á em là hàng tuần, hoặc là quarterly là hàng quý. Nó theo định kỳ như thế này thì đó là tên của một cái tờ báo ha. Rồi, for over 30 years, trong hơn 30 năm thì chúng tôi đã là một cái publication, một cái nhà xuất bản, một cái tờ báo của cái sự lựa chọn cho professionals. Mình có từ professionals, danh từ có nghĩa là chuyên gia nha em. Professionals, chuyên gia, dành cho những chuyên gia ở trong cái field là lĩnh vực ha. Ở trong lĩnh vực kỹ sư, mỗi cái issue, mình có danh từ issue có nghĩa là ấn bản ha. Trong cái ngữ cảnh về báo chí thì issue là ấn bản. Mỗi cái ấn bản của cái tờ báo này nè thì bao gồm reviews là bài đánh giá đây, bài đánh giá ha, bao gồm những cái bài đánh giá về những cái equipment là trang thiết bị ha, những cái bài báo về những cái trends là xu thế ha, và những cái xu thế current hiện tại, và những cái profiles. Mình có từ profiles có nghĩa là hồ sơ hay là tiểu sử ha, hồ sơ hay là tiểu sử, những cái hồ sơ tiểu sử của những cái engineers, những cái kỹ sư successful thành công. Rồi package là cái gói, subscription là việc đăng ký đặt mua dài hạn hay là định kỳ một cái tờ báo, một cái sản phẩm nào đó. Vậy đây là những cái gói lựa chọn trong việc đặt mua định kỳ nha em. Rồi, cái gói đặt mua định kỳ 6 tháng thì giá là bao nhiêu đây?
khoảng 6 đô một cái ấn bản. Rồi cái việc đặt mua định kỳ 1 năm á, thì giá là bao nhiêu đây ha? Còn đặt mua định kỳ 2 năm thì giá là bao nhiêu đây? Được không nào? Would you like, bạn có muốn subscribe? Subscribe là động từ của sự subscription ở trên đây. Có nghĩa là đặt mua định kỳ ha. Bạn có muốn đặt mua định kỳ cái newsletter là bản tin nha em. Newsletter, bản tin. Bản tin hàng tuần của cái tờ báo này. Deliver là được giao hàng đem. Được giao hàng một cách tiện lợi qua email không? Thì bạn này chọn là no, là không ha. Rồi tên là Lorenza Kaiser. Địa chỉ của bà ấy, thành phố, đất nước. Postal code là mã bưu chính nha em. Mã bưu chính ha. Rồi địa chỉ email. Customer, những khách hàng, những người mà order, đặt mua định kỳ 1 năm á, thì sẽ nhận được một cái tool kit là bộ dụng cụ. Tên này cũng rất là hay gặp ha. Tool kit là bộ dụng cụ. Compact có nghĩa là nhỏ gọn ha. Nhỏ gọn nó giống với từ small đó em. Một cái bộ dụng cụ nhỏ gọn miễn phí. Những khách hàng mà đặt mua định kỳ 2 năm thì nhận được một cái pass, là cái thẻ đó, miễn phí đi đến một cái conference, là hội nghị kỹ sư transnational. International bằng với lại international là quốc tế nè. International, quốc tế ha. Ở New York vào ngày 9 tháng 5. Câu 147 câu A mình có từ individual. Individual vừa là tính từ vừa là danh từ. Nếu mà danh từ thì có nghĩa là cá nhân, nhưng chỗ này là tính từ em. Tính từ thì có nghĩa là riêng lẻ hay là riêng biệt ha. Chỗ này là riêng lẻ đó em. Câu A có nghĩa là nó bán những cái ấn bản riêng lẻ ở một cái giá giảm ha. Câu B, sponsor. Sponsor, động từ có nghĩa là tài trợ nha em. Tài trợ ha. Tại câu B có nghĩa là nó tài trợ cho những cái hội nghị về kỹ sư. Câu C, readership có nghĩa là đọc giả nha em. Đọc giả ha, đọc giả. Những người đọc báo, đọc sách người ta gọi là đọc giả ha. Rồi, expert là chuyên gia, nó giống với từ professional ở trên nha em. Chuyên gia. Vậy câu C có nghĩa là đọc giả của nó thì bao gồm những cái chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Câu D mình có từ titles có nghĩa là tựa đề hay là đầu đề ha. Tựa đề hay là đầu đề. Vậy câu đi có nghĩa là nó, cái tòa soạn của nó cũng in những cái đầu đề, tựa đề tạp chí khác. Rồi, câu một bài tiếp theo từ câu 149 đến câu 151. Câu 149, what is the topic? Chủ đề của cái thông báo là gì? Câu hỏi về chủ đề của thông báo, chúng ta đọc đáp án trước. Sau đó là đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha em. Đọc đáp án trước nào. Câu A, a test. Một cái bài kiểm tra về cái gì đó an toàn, phải không nào? Câu B, guidelines, những cái quy định, quy tắc cho cái khu dân cư. Câu C, những kế hoạch cho cái việc thi công đường xá ha. Câu D, cái biển báo hiệu mới cho con đường cao tốc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn đầu của cái thông báo nha em. Có chủ đề nè, thông báo về blasting. Rồi, construction là xây dựng nè em. Cái đội xây dựng này nè, công ty xây dựng này nè, sẽ bắt đầu một cái dự án blasting vào ngày 28 tháng 7. Cái việc excavation này nè sẽ cho phép cái việc xây dựng con đường mới kết nối North Olamvilla và Glenwood. Vậy thì cái bài thông báo này đang nói về cái gì vậy em? Đang nói về một cái dự án gì đó phải không nào? Để mà xây dựng một con đường mới. Vậy thì em xem sẽ đáp án là câu nào? Đáp án chính là câu C ha. Mình có từ plans là kế hoạch. Thì giống với từ gì ở trên này em? Giống với từ project ha. Rồi roadwork, thi công đường xá, công trình đường xá. Thì đó chính là construction of new road, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu C rồi ha. Câu 150, what is suggested? Cái điều gì được nói về Fullerton Construction? Và từ khóa chính là từ Fullerton Construction. Đó là bán trước nha em. Câu A, it will be working, nó sẽ làm việc hay là thi công ở trong một cái khu vực densely, đông dân cư. Câu B, nó sẽ adhere to, tuân thủ theo những cái quy định của chính phủ. Câu C, nó sẽ respond to, phản hồi lại những cái thư yêu cầu thông tin của cư dân một cách nhanh chóng. Câu D, nó sẽ làm cái việc blasting vào buổi chiều tối. Và chúng ta dò xem Fullerton Construction ở đâu vậy em? Có phải ở đầu tiên luôn phải không nào? Rồi, mình sẽ dò tiếp cái chỗ lúc nãy mình dừng nha. Lúc nãy mình dừng ở Glenwood nè em. Dò tiếp nào. Mặc dù cái việc blasting á, cái việc blasting là việc gì vậy em? Là cái dự án blasting mà cái công ty xây dựng này sẽ thực hiện phải không nào? Rồi, cứ dịch tiếp nào. Mặc dù cái việc blasting sẽ được quản lý và giám sát một cách cẩn thận theo guidelines, những cái quy định, quy tắc của federal, liên bang. Vậy cái gì đến đây thì em thấy đáp án nào gần nghĩa với nó vậy em? Câu B phải không nào? Nó sẽ tuân thủ theo những cái quy định, quy tắc của government, là của chính phủ. Thì ở dưới cái câu hỏi đó, đáp án đó, mình có từ regulations là quy định. Còn ở phía trên cái thông tin trong bài đọc mình có từ gì em? Guidelines cũng là quy định, quy tắc luôn. Rồi mình có từ government là chính phủ. Còn ở phía trên là từ gì em? Federal. Federal là liên bang. Thì liên bang cũng là về chính phủ luôn rồi ha. Nó được control, quản lý và monitor, giám sát theo những cái quy định của liên bang. Vậy có nghĩa là
nó sẽ tuân theo những cái quy định của chính phủ phải không nào? Vậy đáp án chính xác chắc chắn là câu B ha. Câu 151, according to the notice, theo như cái thông báo đó, thì three short signals, ba cái tín hiệu ngắn, thì chỉ ra về cái điều gì? Vậy từ khóa chính là từ nào vậy em? Three short signals ha. Đó đáp án trước nào, câu A, a blast, be about to, sắp sửa xảy ra. Câu B, an area, một cái khu vực thì an toàn để bước vào. Câu C, một cái đội nhóm thì đang đặt, explosive. Câu D, một cái trường hợp khẩn cấp đã xảy ra. Chúng ta vào từ khóa trước nha em, three short signals, em dò xem nằm ở vị trí nào nha. Dòng này không có, giờ tiếp đi em. Dòng này cũng không có, dòng tiếp theo. Cũng không có luôn, dòng tiếp theo. Cũng không có ha, dòng tiếp theo. Ok, có three short signals nè, em thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc cái câu chứa ba từ này nha. Cái điều này nè sẽ được theo sau bởi three short signals, cái mà sẽ xảy ra immediately, ngay trước khi cái blast. Three short signals xảy ra ngay trước khi cái blast, vậy có nghĩa là câu A phải không em? A blast, sắp sửa xảy ra ha. Ok, vậy đáp án chính xác là câu A, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch với cô nào. Blasting notice, một cái thông báo về blasting. Mình có từ blasting là cái việc nổ đây. Thông báo về việc nổ mìn ha. Rồi, tiếp nào. Fullerton Construction, cái công ty xây dựng này nè. Tại vì mình có từ construction là xây dựng, đem sẽ bắt đầu một cái dự án nổ mìn vào ngày 28 tháng 7. Cái excavation, mình có từ excavation có nghĩa là sự đào hố, sự đào nền đường đem. Cái sự đào hố, sự đào nền đường này nè sẽ cho phép một cái việc là construction là việc xây dựng một cái con đường mới, nó nối North Island Valley và Glenwood. Mặc dù cái việc nổ này nè sẽ được control là quản lý đem. Sẽ được quản lý ha. Và được monitor là giám sát. Quý dịch lại nha. Mặc dù cái việc nổ này sẽ được quản lý và giám sát một cách cẩn thận theo cái guidelines. Mình có từ guidelines có nghĩa là quy định hay là quy tắc, gặp rất nhiều nha em. Quy định hoặc là quy tắc ha. Còn federal có nghĩa là liên bang. Federal là liên bang ha. Liên bang, liên bang chính phủ á. Vậy thì có nghĩa là gì? According to federal guidelines có nghĩa là theo quy định, theo quy tắc của liên bang chính phủ. Vui lòng hãy chú ý rằng resident là cư dân ha. Những cái cư dân địa phương có thể là phải trải qua cái crowd vibrations. Mình có từ vibrations có nghĩa là sự rung động đấy em. Sự rung lắc, sự rung động ha. Mình có từ crowd có nghĩa là đất. Vậy crowd vibrations có nghĩa là động đất đấy em ha. Trải qua những cái đợt động đất và nhận thấy những cái loạt signals là tín hiệu nha em. Tín hiệu ha. Những cái loạt tín hiệu nổ của cái đội thi công này nè thì ồn ào, được không nào? To clarify, mình có từ clarify có nghĩa là làm rõ hơn, làm rõ ra ha, cho dễ hiểu á. Clarify, để mà làm rõ hơn, làm rõ ra đó, thì một cái siren, mình có từ siren có nghĩa là còi báo động ha. Một cái tiếng còi báo động dài sẽ blare, mình có từ blare có nghĩa là reo lên hay là phát ra, reo lên. Một cái tiếng còi báo động dài sẽ reo lên 10 phút prior to là trước khi nha em. Prior to là trước khi ha. Sẽ reo lên trước khi mỗi lần sử dụng cái explosive. Mình có từ explosive có nghĩa là chất nổ ha. Chất nổ. Chất nổ, của chị lại cả câu này để em dễ hiểu nha. Để làm rõ hơn, làm rõ ra đó, thì một cái tiếng còi báo động dài sẽ được blare là reo lên 10 phút trước mỗi cái lần mà sử dụng chất nổ. Để warn là cảnh báo hay em ha. Warn là cảnh báo. Cảnh báo, warrant. Để mà cảnh báo những cái công nhân á, phải stay clear là giải tán em. Stay clear, giải tán khỏi khu vực. Cái điều này á, sẽ được theo sau bởi three short signals, ba cái tín hiệu ngắn mà nó xảy ra ngay trước khi cái vụ nổ ha. Sau khi cái vụ nổ xảy ra thì sẽ hai tín hiệu ngắn sẽ sao là phát ra. Indicate that, để chỉ ra rằng á, cái size là cái địa điểm hay là cái nơi đó em. Size là địa điểm hay là nơi ha. Cái địa điểm, cái nơi á, đã hoàn toàn trống, clear là trống ha, hoàn toàn trống. Rồi, blast, những cái vụ nổ sẽ diễn ra từ 11 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu, trong khoảng, approximately là khoảng hay là sắp xỉ em, 3 tuần. Nếu bạn có bất kỳ những cái câu hỏi nào thì đừng có hesitate là do dự hay là ngần ngại ha. Hesitate, do dự, ngần ngại. Thì đừng có ngần ngại hay là do dự để mà liên hệ với Works, cái đội thi công công cộng North Island Valley tại cái số điện thoại này, được không nào? Câu 149, câu A mình có từ drill có nghĩa là bài tập hay là luyện tập ha. Bài tập hay là sự luyện tập. Tập luyện đấy em, luyện tập, tập luyện ha.
Vậy câu I có nghĩa là một cái bài kiểm tra về cái sự tập luyện an toàn. Câu B mình có từ guidelines, có nghĩa là quy định, quy tắc ha. Quy định hay là quy tắc, nó giống với từ regulations ở phía trên á. Rồi, câu 150 mình có từ densely, có nghĩa là đông đúc đêm. Đông đúc ha. Đông đúc. Populated là tập trung dân cư á, mình có từ population. Population là dân số đêm, population. Rồi, vậy populated có nghĩa là tập trung dân cư ha. Vậy densely populated là tập trung dân cư đông đúc. Vậy câu A có nghĩa là gì? Nó sẽ làm việc hay là thi công trong một cái khu vực dân cư đông đúc. Câu B mình có từ adhere to, có nghĩa là tuân thủ nha em. Adhere to, tuân thủ. Tuân thủ theo regulations là gì nào? À, quy định ha, quy tắc nó bằng với lại từ guidelines ở trên này nè, được không nào? Rồi tiếp, câu 151 mình có từ be about to. Cái cụm be about to cộng với một cái verb nguyên mẫu ha, thì có nghĩa là sắp sửa làm cái gì đó ha. Sắp sửa cái gì đó, được không nào? Vậy câu ai có nghĩa là một cái vụ nổ sắp sửa xảy ra ha. Bài tiếp theo từ câu 152 đến câu 153. Đây là một cái text message, một cái tin nhắn ha em. Câu 152. What is suggested, điều gì được nói về Miss Covert? Về từ khóa chính là từ Miss Covert, được không nào? Đọc đáp án trước nha em. Câu ai, bà ấy sẽ yêu cầu một cái khoảng thời gian nào đó để mà xin nghỉ phép ha. Câu B, bà ấy thì không có muốn liên hệ với lại quản lý của bà ấy. Câu C, bà ấy thì thường làm ca buổi sáng. Câu D, bà ấy sẽ chuyển đến một cái chi nhánh khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm xem Miss Covert ở đâu nha em. À, ở tin nhắn lúc 6:19 phút phải không em, có từ Miss Covert nè. Mình đọc cái tin nhắn chứa cái từ này nha. Cùng đọc với cô nào. Tôi đoán rằng là bà Ross cần ai đó để mà thế chỗ cho Miss Covert trong lúc mà cô ấy đang trong cái kỳ nghỉ phép phải không nào? Vậy thì em ơi, có một cái đáp án liên quan đến nghỉ phép là câu nào? Câu A phải không? Em đọc lại xem. Bà ấy sẽ yêu cầu một cái khoảng thời gian nào đó để mà nghỉ phép. Em ơi, bà ấy yêu cầu chưa? Mà bà ấy đã yêu cầu rồi thì mới biết để mà xếp lịch người thay thế chứ, phải không? Vậy câu A nói bà ấy sẽ yêu cầu là sai, bởi vì bà ấy đã yêu cầu, đã hỏi xin nghỉ phép rồi ha. Vậy câu A là sai nè. Rồi, vậy thì chúng ta đọc cái tin nhắn ở phía trước nữa đi em, để chúng ta xem có nói gì đến Miss Covert nữa hay không nha. Rồi, cùng đọc với cô nào. Tin nhắn lúc 6:18 phút. Hi Evan, tôi vừa mới nhận thấy rằng là cái lịch trình cho cái tuần sau á đã được đăng tải lên rồi, và dường như là tôi phải làm vào buổi sáng thứ hai. Điều này thật là lạ, bởi vì tôi không có thường làm cái ca làm việc buổi sáng. Ok, vậy khi đọc cái tin nhắn này thì em suy luận ra được một điều là gì? À, cái ca vào buổi sáng thứ hai này á chính là cái ca làm việc của Miss Covert, phải không nào? Vậy thì câu nào, vậy em đáp án nào có cái ca làm việc buổi sáng? Câu C, bà ấy thường là có cái ca làm việc buổi sáng đúng không? À, câu này chính xác ha. Bà ấy làm ca buổi sáng cho nên bây giờ bà ta nghỉ thì phải có cái người thế vô cái ca buổi sáng đó ha. Vậy đáp án là câu C nha em. Câu 153, vào lúc 6:22 phút đó thì Mr. Rosenblatt có ý là gì khi mà ông ta viết là not a problem at all? Tôi đáp án trước nha em. Câu A, ông ta sẵn lòng để lấy một cái ca làm việc của một người đồng nghiệp, có nghĩa là sẵn lòng để mà làm thay ca làm việc cho một người đồng nghiệp đó em. Câu B, một cái chi phí đã được cover, đã được thanh toán, đã được chi trả bởi bà Ross rồi. Câu C, cái thủ tục về răng đó em, dental là liên quan đến răng ha, thì sẽ không có mất nhiều thời gian. Câu D, ông ta đã không có nghe gì về bất kỳ một cái mâu thuẫn nào về lịch trình gần đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm tin nhắn lúc 6:22 nha em. Rồi có một cái câu là not a problem at all ở đây phải không nào? Rồi chúng ta để hiểu được cái câu này có ý là gì á, chúng ta cần phải đọc cái tin nhắn liền trước luôn em. Cùng dịch với cô tin nhắn lúc 6:20 nha. I see, tôi hiểu rồi. À, nhưng mà tôi đang tự hỏi liệu rằng bạn có thể lấy cái ca đó cho tôi, có nghĩa là làm giùm tôi cái ca đó hay không? Bởi vì tôi có một cái cuộc hẹn với nha sĩ vào ngày hôm đó. Thì ông Rosenblatt mới nói là gì? Not a problem at all, không có thành vấn đề gì cả. Ok, vậy là ông ta có đồng ý không em? À có phải không nào? Hoặc là em có thể đọc thêm cái câu liền sau nữa thì cái ý nó sẽ rõ ràng hơn nè. Tôi không có bất kỳ việc gì khác để làm vào cái ngày hôm đó, cái thời gian đó. Vậy có nghĩa là ông ta đồng ý làm thay cho bà Messi, phải không nào? Vậy thì em xem đi, đáp án là câu nào? Câu ai phải không nào? Ông ta sẵn lòng để mà làm cái ca làm việc thay cho một người đồng nghiệp ha. Đáp án là câu ai? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch với cô nào. Tin nhắn đầu tiên, Messi mới nói là gì? Hi Evan, tôi vừa mới chú ý thấy rằng là cái lịch trình cho tuần tới đã được đăng tải lên rồi. Và it seems that dường như I'm supposed to, mình có cái cụm là be supposed to do something, có nghĩa là được yêu cầu phải làm gì đó em. Được yêu cầu phải làm gì ha.
Tôi dịch lại chỗ này nha. Và dường như rằng á, là tôi được yêu cầu là phải làm vào buổi sáng thứ hai. Cái điều này á, thì khá là strange, là lạ đấy. Lạ ha, lạ. Cái điều này thì rất là lạ. Tôi không có thường có cái shift. Mình có shift là ca đó em, ca làm việc đó ha. Tôi không có thường có ca làm việc buổi sáng. Rồi, Rosenblatt nó là gì? I guess, that guess có nghĩa là đoán đó em. Đoán ha. Tôi đoán rằng á, là bà Ross cần ai đó để mà replace là thay thế ha. Replace là thay thế. Để thay thế cho bà Kovac trong cái lúc mà bà ấy xin nghỉ phép. Maxim nó là gì? I see, tôi hiểu rồi. Nhưng mà dù trong hoàn cảnh nào, cái trường hợp nào thì tôi cũng đang tự hỏi á, là liệu rằng bạn có thể làm cái ca đó giùm tôi được hay không? Bởi vì tôi có một cái appointment là cuộc hẹn đây. Cuộc hẹn ha. Tôi có một cái cuộc hẹn với dentist là nha sĩ. Nha sĩ. Vào cái ngày hôm đó, Rosenblatt nó là gì? Not a problem at all. Có nghĩa là không có thành vấn đề gì cả ha. Không thành vấn đề gì cả. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề có nghĩa là không có vấn đề gì cả ha. Rồi. I don't have anything else. Tôi cũng không có việc gì khác để mà làm vào cái thời gian đó. Anyway, là dù sao đi nữa đấy em. Tôi dịch lại cả câu để mà suông hơn nha. Not a problem at all. Không thành vấn đề. Dù sao đi nữa thì tôi cũng không có việc gì khác để làm vào cái thời gian đó. I'm sure. Tôi chắc chắn rằng, tôi đảm bảo rằng á, là bà Ross cũng sẽ ok, đồng ý với lại cái thay đổi này. Nhưng mà bạn nên cho bà ấy biết về nó trước cái cuối ngày hôm nay. So that, để mà bà ấy có thể modify. Mình có từ modify rất là quan trọng, rất hay là thi em. Có nghĩa là điều chỉnh hay là thay đổi ha. Điều chỉnh hay là thay đổi. Quy lại chỗ này nha. Để bà ấy có thể điều chỉnh, thay đổi cái lịch trình, được không nào? Rồi, bà Maxime nói là gì? Thanks so much, cảm ơn rất là nhiều. I owe you one. Owe là nợ em. Tôi nợ bạn một lần. Thì câu này có nghĩa là gì? Thường thường người ta dùng cái câu là I owe you one nhằm cái mục đích là để mà cảm ơn người khác đấy em. Thường trong, dùng trong cái ngữ cảnh cảm ơn ha. Tôi nợ bạn một lần có ý nghĩa là hàm ý là trong tương lai tôi sẽ giúp đỡ lại cho bạn một cái việc gì đó nếu mà bạn cần và tôi có thể giúp, được không nào? I owe you one là như vậy hả em. Câu 152, câu đi mình có từ transfer. Transfer có nghĩa là chuyển nha em. Chuyển ha. Vậy câu đi có nghĩa là gì? Cô ấy sẽ bị chuyển, sẽ được chuyển đến một cái chi nhánh khác. Câu 153, câu A mình có từ colleague, có nghĩa là đồng nghiệp ha. Colleague, đồng nghiệp. Đồng nghiệp nha em. Rồi, câu B mình có từ expense là chi phí. Chi phí ha. Chi phí hay là phí tổn. Từ này cũng rất là hay gặp nha em. Expense, chi phí, phí tổn. Cover mà dùng trong cái trường hợp chi phí á, thì có nghĩa là thanh toán hay là chi trả ha. Thanh toán hay là chi trả đó. Rồi, vậy câu này có nghĩa là gì? Một cái chi phí đã được thanh toán, chi trả bởi bà Ross rồi. Câu C mình có từ procedure, có nghĩa là thủ tục nha em. Thủ tục ha. Thủ tục, procedure. Conflict có nghĩa là mâu thuẫn ha. Conflict, mâu thuẫn. Bài tiếp theo từ câu 154 đến câu 155. Bài này là một cái advertisement, là một bài quảng cáo nha em. Câu 154, what is indicated, điều gì được chỉ ra về arts and crafts. Vậy từ khóa chính là từ arts and crafts, được không nào? Đọc đáp án nha em, câu A. Nó thì được locate, được tọa lạc ở New York. Câu B, nó được own, được sở hữu bởi bà Cumbie. Câu C, nó đóng cửa vào lúc 6:30 tối. Câu D, nó sẽ tổ chức hai cái buổi học mỗi tuần. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào từ khóa nha em. Từ khóa nó nằm ở chỗ nào vậy em? À, ngay dòng đầu tiên luôn phải không nào? Có từ arts and crafts nè em. Rồi bây giờ mình đọc cái câu chữ từ khóa nha. This summer, vào mùa hè này nè, một cái cửa hàng cung cấp của địa phương á, tên là Arts and Crafts, sẽ tổ chức một cái class, một cái lớp học after hours nhỏ cho những cái học viên người lớn vào mỗi thứ ba và thứ năm từ 6:30 tối đến 8:30 tối. Vậy sau khi đọc xong thì đáp án là câu gì em? Mình đánh được ngay đáp án là câu câu D ha. Nó sẽ tổ chức hai cái buổi học mỗi tuần, là thứ mấy với thứ mấy vậy em? Tuesday and Thursday, thứ ba và thứ năm ha. Câu 155, what is mentioned, điều gì được đề cập về cái upcoming course, cái khóa học sắp tới. Rồi đáp án trước nha em, câu A, nó sẽ được dạy bởi một cái người vừa mới tốt nghiệp nè em. Graduate là sinh viên tốt nghiệp đó. Recent là gần đây nè, một cái người vừa mới tốt nghiệp gần đây ở cái khoa thiết kế. Câu B, cái phí của nó đó thì không có bao gồm tài liệu của lớp học. Câu C, nó sẽ take place là diễn ra vào tháng 5. Câu D, cái rates, cái giá của nó đó em, thì vary là khác nhau, phụ thuộc vào cái ngày đăng ký. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò cái gì nó nhanh em ha. Thường thường mà em thấy trong đáp án á, có những cái ví dụ là tên riêng nè, số nè,
tiền nè, ngày nè, thì mình dò những cái thông tin đó trước nó sẽ rất là nhanh ha. Và em xem nè, ở trong đáp án này có cái tin riêng là gì đây? Có May đúng không em? In đậm nè, là tháng 5 đó. Rồi, và có gì nữa? Có rates, có giá tiền nè. Vậy chúng ta sẽ dò tháng 5 và tiền trước nha em nha. Rồi bây giờ cùng dò với cô tháng 5 đi. Tháng 5 nằm ở vị trí số mấy vậy em? Đoạn số mấy? Đoạn số 2 phải không nào? Có May nè. Rồi chúng ta đọc câu này nó là gì đây? À, cái mức phí cho cái khóa học 12 buổi đó là 100 đô nếu bạn đặt chỗ trước cái ngày 2 tháng 5. Cái khoảng thời gian mà 1 tháng trước khi cái lớp học bắt đầu. À, trước khi lớp học bắt đầu 1 tháng, vậy cái lớp học đó em có phải diễn ra vào tháng 5 không? Không, nó diễn ra vào tháng 6 ha. Rồi tiếp nè. Rồi bây giờ đến giá tiền đi. Giá tiền thì khác nhau phụ thuộc vào cái ngày đăng ký. Vậy bây giờ em xem ngày đăng ký và giá tiền đi. Lúc này nó là gì đây? Trước cái ngày 2 tháng 5 thì tiền là bao nhiêu em? 100 đô. Rồi em xem chỗ nào có tiền nữa. À, 130 đô nè, đọc tiếp đi em. Sau ngày đó thì cái phí thông thường của chúng tôi sẽ là 130 đô sẽ được áp dụng. Vậy thì cái ngày đăng ký khác nhau thì cái mức phí sẽ khác nhau. Vậy đáp án câu đi đúng không em? À, câu đi chính xác hai em ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Arts là mỹ thuật đen và crafts là thủ công ha. Mỹ thuật và thủ công thì không chỉ là dành cho trẻ em. This summer, vào mùa hè năm nay đó, thì một cái cửa hàng cung cấp ở địa phương tên là Arts and Crafts sẽ tổ chức một cái gì? Một cái class, một cái lớp học. After hours là ngoài giờ đó em. Ngoài giờ ha, ngoài giờ hành chánh á, một cái lớp học ngoài giờ nhỏ dành cho những cái adult learners là những cái học viên người lớn ha, mỗi thứ ba và thứ năm từ 6:30 tối đến 8:30 tối. The class, cái lớp học nó sẽ cung cấp instruction. Mình có từ instruction có nghĩa là sự hướng dẫn nè. Instruction, sự hướng dẫn ha. Cái lớp học sẽ cung cấp cái sự hướng dẫn cho variety là đa dạng hay là nhiều những cái techniques là phương pháp hay là kỹ thuật đen. Kỹ thuật hay là phương pháp ha. Đa dạng hay là nhiều những cái kỹ thuật phương pháp bao gồm painting, vẽ lên thủy tinh nè, và printing in lên những cái block là khối đen, linoleum là cái vải sơn để mà lót sàn ha, in lên những cái khối vải sơn lót sàn, và làm collage là ảnh nghệ thuật, mixed media là phức hợp phương tiện truyền thông, và cách làm những cái ảnh nghệ thuật phức hợp phương tiện truyền thông ha. Rồi nó sẽ được dạy bởi một cái illustrator. Illustrator có nghĩa là họa sĩ vẽ tranh minh họa đen. Illustrator, họa sĩ vẽ tranh minh họa ha. Nó được dạy bởi một cái họa sĩ vẽ tranh minh họa tên là Maud Comby, cái người đã làm việc ở New York như là một cái họa sĩ được 10 năm và là một cái graduate, là một cái người tốt nghiệp từ cái khoa design là thiết kế của cái academy là học viện đen. Khoa thiết kế của cái học viện Pumford, được không nào? Cái chi phí cho một cái khóa học 12 buổi là 100 đô nếu mà bạn book your spot, đặt chỗ trước ngày 2 tháng 5. Cái thời điểm mà một tháng trước khi cái lớp học xảy ra, bắt đầu. After that day, sau ngày đó đó, thì cái giá thông thường của chúng tôi sẽ là 130 đô được áp dụng. All materials, mình có từ materials có nghĩa là tài liệu nha em. Materials, tài liệu ha. Tất cả những cái tài liệu đều được cung cấp. Hãy ghé thăm, ghé đến cái website này nè. Để mà sign up là đăng ký đó em. Sign up, đăng ký ha. Hoặc là drop by, mình có từ drop by có nghĩa là ghé qua, ghé qua ha. Hoặc là ghé qua cái cửa hàng của chúng tôi. Và register là gì em? Đậm từ register là đăng ký luôn ha. Hoặc là ghé qua cái cửa hàng của chúng tôi và đăng ký trong cái giờ bình thường của chúng tôi là từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Được không nào? Có 154 mình có câu B có từ own nè, có nghĩa là sở hữu nha em. Own nè là sở hữu ha. Đậm từ own, sở hữu. Vậy câu B có nghĩa là đã được sở hữu bởi bà Combe, được không nào? Có 155 mình có câu C có nghĩa take place, có nghĩa là diễn ra ha, diễn ra, xảy ra, được không nào? Rồi câu D mình có từ rate là giá cả nè, gặp rất nhiều ha, rate, giá. Vary là gì em? À, khác cũng gặp rất nhiều luôn ha. Registration là danh từ của từ register ở trên này nè em. Ok, register đậm từ là đăng ký ha, còn danh từ là sự đăng ký, việc đăng ký. Rồi câu đi dịch lại nha em, cái giá của nó sẽ khác nhau phụ thuộc vào cái ngày đăng ký, được không nào? Bài tiếp theo từ câu 156 đến câu 158, bài này là về một cái thông tin phải không em, có từ information nè. Rồi câu 156, what is indicated, điều gì được chỉ ra về cái công ty Coroco? Vậy từ khóa chính là từ công ty Coroco ha, tạo đáp án cùng với cô nào, câu A. Nó cung cấp cho nhân viên những cái classes, những cái lớp học phát triển professional là ngành nghề. Câu B, nó đang tìm kiếm để mà thuê tuyển một cái người quản lý từ within là trong cùng cái công ty đó em. Câu C, nó liệt kê những cái vị trí mà có sẵn hay là còn trống á, ở trên website của nó. Câu D, nó đánh giá nhân viên mỗi năm một lần.
rồi chúng ta cùng vào từ khóa nha em. À, nó xuất hiện ngay trên đề bài và ở câu đầu tiên phải không nào? Cùng dịch với cô ha. Cái chính sách chuyển nhân viên của cái công ty Coroco. Công ty Coroco á, thì hỗ trợ khuyến khích cái sự phát triển ngành nghề của nhân viên của nó. Khi đọc đến đây có nhiều bạn thấy từ Professional Development ở trên đề bài, rồi thấy cái từ Professional Development ở câu A thì đánh ngay câu A, nhưng mà em để ý nè, câu A nó là gì? Nó cung cấp những cái lớp học để mà phát triển về ngành nghề cho nhân viên. Còn ở trên cái đề bài nó là gì em? Cái công ty này hỗ trợ khuyến khích cái sự phát triển ngành nghề của nhân viên, chứ không có nói cung cấp cái lớp học. Nghe em nha. Và dịch tiếp nào. And recognize, và nhận ra rằng á, một vài nhân viên có lẽ là muốn pursue, theo đuổi những cái opportunities, những cái cơ hội thăng tiến ở trong cùng công ty. Tiếp nha. Cái công ty Coroco Employees là nhân viên của công ty này nè, thì có thể á, là apply for, nộp đơn internally, là nộp đơn ở trong cái nội bộ công ty đó em, để xin vào những cái open position, là những cái vị trí mở ra, những cái vị trí còn trống, mà những vị trí đó được posted, được đăng tải lên website của công ty. Vậy khi đọc đến đây nè em, thì đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chắc chắn là câu C phải không nào? Câu C nó nói là gì? Nó liệt kê những cái vị trí có sẵn, những cái vị trí còn trống của nó ở trên website. Còn trên đề bài nó nói là gì em? Open position, những cái vị trí trống mà được đăng tải ở trên website của công ty, rất là giống cái ý của nhau ha. Vậy đáp án là câu C thôi. Câu 157, what might change, điều gì có thể thay đổi đối với những cái thành viên nhân viên mà được chuyển. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Change ha, là đáp án trước nào? Câu A, parking spots, là chỗ đậu xe. Câu B, mức lương hàng tháng. Câu C, cái ngày nghỉ phải không nào? Câu D, cái giờ làm việc. Rồi bây giờ cùng dò xem chỗ nào có change nha em. Và đoạn tiếp theo nha, bốn dấu chấm này có change không? Không có phải không nào? Rồi đoạn tiếp theo có change không em? Không có ha. Không có, dòng cuối cùng cũng không có luôn. Rồi đoạn tiếp theo nào có change không? Ok, có phải không nào? Đây này có từ change nè em. Và chúng ta dịch nhanh qua câu này nha. Should an employee, một cái từ should đó em, đứng đầu câu mà không có dấu chấm hỏi phía sau, nó không phải là câu hỏi. Và chúng ta dịch là gì? Nếu, em nhớ không, đảo ngữ của if ha. Nếu mà một nhân viên á, được chấp nhận cho một cái vị trí ở một cái khu vực khác, một cái bộ phận khác, có nghĩa là được chuyển đó em ha, thì những cái kế hoạch đã được chấp thuận trước đây á, về holidays, về ngày nghỉ, sẽ phải chịu thay đổi. Vậy cái gì phải thay đổi vậy em? Holidays sẽ change phải không nào? Holidays, ngày nghỉ là ngày nào vậy em? Ngày nghỉ là đáp án là câu gì? À, câu C ha. Thay vì ở trên ta dùng từ holidays thì ở đây dùng từ vacation days ha. Ok. Câu 158, according to the information, theo như cái thông báo đó, thì vào cái dịp nào có thể là một cái người supervisor, là người giám sát, và human resources employee, một cái nhân viên của phòng nhân sự sẽ gặp nhau. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Supervisor, human resources employee, meet, phải không nào? Đó là đáp án trước nha em, câu A. Khi mà một cái giấy báo disciplinary, kỷ luật á, bị cancel là bị hủy. Câu B, khi mà một cái candidate, một cái ứng cử viên đã giữ cái vị trí hiện tại dưới một năm. Câu C, khi mà cái đánh giá thể hiện công việc á, nó không có chính xác. Câu D, khi mà một cái khoảng thời gian đào tạo á, nó đã kết thúc, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem supervisor và human resources employee nó nằm ở đâu nha em. À, mình dò tiếp đoạn cuối được không nào? Đoạn cuối có không em? À, dòng thứ hai có từ human resources employee nè. Gần đó có supervisor không? Có luôn, supervisor nè. Và chúng ta đọc cái câu này nha. In this situation, ở cái tình huống này nè, tình huống này là tình huống gì? Chúng ta đọc luôn cái câu phía trước để cho dễ hiểu nha. Only in rare circumstances, mình có từ circumstances có nghĩa là cái trường hợp đó em, cái hoàn cảnh. Chỉ ở trong những cái trường hợp hoàn cảnh rất là rare, là hiếm á, thì một cái nhân viên mà người đó không đáp ứng được cái yêu cầu ở bên trên sẽ được xem xét cho cái việc chuyển đổi. Trong cái tình huống này nè, thì một cái nhân viên của phòng nhân sự sẽ gặp và thảo luận bàn bạc với cái giám sát hiện tại của cái người nhân viên đó đó, để mà quyết định xem liệu rằng cái việc chuyển đổi có phù hợp, thích hợp hay không. Vậy thì khi nào họ gặp nhau vậy em? À, khi một cái nhân viên mà họ không đáp ứng được cái yêu cầu ở bên trên mà được xem xét, phải không nào? Rồi bây giờ em xem nè, yêu cầu ở bên trên, vậy thì yêu cầu gì? Chúng ta sẽ dò lên trên xem cái yêu cầu nó nằm chỗ nào. À, rất có khả năng là bốn dấu chấm này phải không em? Em đọc thử xem. Đây nè, nếu họ, rồi bốn dấu chấm phải không? Rồi em đọc lại cái câu, cái từ nếu họ thử nha. Cái nhân viên của công ty này nè, có thể á, nộp đơn ở trong cùng cái công ty để mà cho cái vị trí trống được đăng ở trên cái website của công ty, nếu họ đáp ứng được những cái điều kiện sau đây này. Em có bốn cái, cùng đọc với cô ha. Have worked, đã làm việc ở cái vị trí hiện tại được ít nhất là 12 tháng.
12 tháng là 1 năm, phải không em? 1 năm ha. Rồi, vậy thì em xem nè. Có một cái đáp án mà nó là 1 năm á, câu nào vậy em? Câu B phải không? Em đọc kỹ câu B lại xem. Khi một cái ứng cử viên họ đã nắm giữ cái vị trí hiện tại dưới 1 năm. Vậy thì khi họ nắm giữ cái vị trí hiện tại dưới 1 năm là họ có đáp ứng được điều kiện không em? À không, không đáp ứng được điều kiện phải không nào? Vậy khi không đáp ứng được điều kiện thì nhân viên phòng nhân sự và supervisor, người giám sát sẽ gặp nhau để thảo luận, bàn bạc ý kiến phải không em? Meet with nè. Vậy thì đáp án là câu nào luôn? À câu B, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Policy là chính sách nè, transfer là chuyển đổi. Trong ngữ cảnh này là chuyển đổi cái vị trí công việc ha, của nhân viên công ty Coroco. Công ty Coroco đó thì supports, mình có từ supports có nghĩa là hỗ trợ hoặc là khuyến khích. Trong trường hợp này có nghĩa là khuyến khích nhiều hơn ha em. Khuyến khích. Professional development. Development là sự phát triển, professional có nghĩa là nghề nghiệp nha em, nghề nghiệp. Thường chúng ta gặp từ professional có nghĩa là chuyên gia hoặc là chuyên nghiệp, nhưng trong cận cảnh này nó có nghĩa là nghề nghiệp nữa ha em. Cô dịch lại nha, cái công ty này thì khuyến khích cái sự phát triển nghề nghiệp của staff là của nhân viên của nó, và recognize nhận ra ha, recognize nhận ra, và nhận ra rằng đó có một vài nhân viên có thể là wish, muốn pursue, mình có từ pursue có nghĩa là theo đuổi ha, muốn theo đuổi cái opportunities là cơ hội nè, advancements có nghĩa là cao hơn, tiến lên, cái cơ hội cao hơn, tiến lên, vậy là cơ hội thăng tiến nha. Advancement, opportunities, cơ hội thăng tiến ha. Within, within mình hay gặp có nghĩa là trong vòng một cái khoảng thời gian nào đó ha. Ví dụ như là within 2 months là trong vòng 2 tháng. Nhưng mà ngoài có nghĩa trong vòng, nó còn có nghĩa là trong cùng một cái địa điểm nào đó nữa ha. Trong cùng một địa điểm nào đó, trong cùng. Ví dụ như là within the company là trong cùng một công ty, trong cùng một công ty ha. Và within có hai nghĩa, trong vòng một cái khoảng thời gian hoặc là trong cùng một cái địa điểm nào đó. Rồi, để tôi dịch lại câu này cho Xuân để em dễ hiểu nha. Và nhận ra rằng một số nhân viên á có thể là muốn theo đuổi cái cơ hội thăng tiến trong cùng cái công ty. Cái công ty Coroco, employees, nhân viên của công ty này nè, thì có lẽ á, có thể á, apply for, nộp đơn để xin vào những cái vị trí trống mà internally, mình có từ internally có nghĩa là trong nội bộ ha. Trong nội bộ. Cô dịch lại nha, những cái nhân viên của công ty này thì có thể á, nộp đơn trong nội bộ để mà xin vào các vị trí còn trống được đăng tải ở trên website của công ty, nếu họ have worked, đã làm việc ở cái vị trí current là hiện tại được ít nhất là 12 tháng. Possess, mình cái từ possess có nghĩa là có hay là sở hữu ha. Có hoặc là sở hữu, possess. Có hoặc là sở hữu cái qualifications, mình cái từ qualifications có nghĩa là chứng chỉ hay là văn bằng ha. Hoặc qualification mình có thể dịch là cái trình độ chuyên môn nữa ha. Rồi requirements là yêu cầu. Cô dịch lại nha, có hay là sở hữu được những cái chứng chỉ văn bằng, những cái trình độ chuyên môn hay là yêu cầu tối thiểu được liệt kê ở trong một trong những cái tin tuyển dụng về việc làm. Have received, đã nhận được cái mức. Review là đánh giá. Performance là sự thể hiện ha. Chỗ này là sự thể hiện trong công việc đem. Performance, sự thể hiện. Nhận được cái mức độ đánh giá, thể hiện công việc ít nhất là ở cái mức độ satisfactory là hài lòng trong vòng 6 tháng gần nhất ha. Have received, nhận được. Không, cái warnings, cái tờ cảnh cáo có nghĩa là không có bị nhận. Cái warnings, cái tờ cảnh cáo hay là cái notice là cái giấy báo kỷ luật á, trong vòng 12 tháng gần nhất. Employees, những nhân viên, những người mà interested in, quan tâm đến cái việc nộp đơn vào những cái vị trí khác thì được khuyên là phải notify, là báo tin hay là thông báo ha. Notify, báo tin cho current managers, quản lý hiện tại của họ sớm nhất có thể. Một cái nhân viên full time thông thường á thì được yêu cầu là phải đưa cho supervisors, là người giám sát ha. Supervisor, người giám sát. Phải đưa cho người giám sát, phải đưa cho người giám sát hiện tại của họ đó một cái notice, một cái thông báo tối thiểu là 2 tuần trước khi submit, là nộp ha. Trước khi nộp cái applications là cái đơn xin việc. Should an employee, nếu mà một cái nhân viên á được chấp nhận cho một cái vị trí ở một cái department, là bộ phận hay là phòng ban nha, bộ phận hay là phòng ban, ở một cái bộ phận khác đó, thì những cái kế hoạch, những cái quy định đã được chấp thuận trước đây, mình có từ previous là trước đây hay là trước đó ha, trước đây, đã được chấp thuận trước đây về holidays, về kỳ nghỉ đó, ngày nghỉ đó, sẽ be subject to, mình có từ be subject to có nghĩa là phải chịu hay là phải chấp nhận ha. Be subject to, phải chịu hay là phải chấp nhận những cái kế hoạch, những cái quy định
được chấp thuận trước đó về cái ngày nghỉ sẽ phải chịu change, thay đổi. Rồi chỉ, rare là hiếm, circumstances là hoàn cảnh hay là trường hợp ha, hoàn cảnh hay là trường hợp. Chỉ trong những cái hoàn cảnh trường hợp rất là hiếm, một cái nhân viên mà người đó không có meet, đáp ứng được những cái yêu cầu ở phía trên á, thì mới được xem xét cho cái việc chuyển đổi. Ở trong cái tình huống này, trường hợp này á, thì nhân viên của bộ phận nhân sự của công ty này sẽ meet with, là gặp gỡ, bàn bạc, thảo luận cùng với cái supervisor, cái người giám sát hiện tại của nhân viên đó, để mà determine, là quyết định ha, để mà quyết định xem liệu rằng á, cái việc chuyển đổi có appropriate, là phù hợp, thích hợp hay không ha, phù hợp, thích hợp hay không. Rồi câu 158, mình có từ disciplinary, có nghĩa là kỷ luật ha, kỷ luật. Notice là thông báo hay là giấy báo, và disciplinary notice có nghĩa là cái giấy báo kỷ luật. Câu B mình có từ candidate, có nghĩa là ứng cử viên ha, ứng cử viên. Held là quá khứ, cột 3 của hold. Động từ hold nguyên thể có 3 nghĩa. Thứ nhất là chứa đựng cái gì đó ha. Thứ hai là nắm giữ. Và thứ ba là tổ chức. Trong trường hợp này thì có nghĩa là nắm giữ đó em. Có 3 nghĩa ha, chứa, nắm giữ, tổ chức. Rồi cô dịch lại cái câu này nè, câu B. Khi mà một cái ứng cử viên nắm giữ cái vị trí hiện tại của họ, under a year, dưới 1 năm. Câu C mình có từ accurate, có nghĩa là không chính xác ha. Accurate là không chính xác. Trái nghĩa với nó là accurate, mình bỏ cái tiền tố in đi ha. Câu D mình có từ training period, là cái thời gian đào tạo, thời kỳ đào tạo. Coming to an end, có nghĩa là end thôi ha, là kết thúc, được không nào?